Supreme. Trời ơi, bây giờ mới để ý đây là một chiếc áo Supreme anh em ạ. Đấy, đấy mới là thu tay của những chiếc áo thực dụng. Đã đi mô tô là phải mặc giáp. Vì vậy là những chiếc áo này cực kỳ phù hợp cho việc đi mô tô đường dài. Rồi, chào mừng anh em đến với phần 2 của review áo tại Gazano. Tôi thì cũng sẽ không nói ra các cái thương hiệu áo để chúng ta có sự so sánh, mà chúng ta hãy nhìn xem là ở những chiếc áo mà chúng ta đang có ở nhà thì nó có những đặc điểm gì mà những chiếc áo ở đây có nhé. Đây là một chiếc áo kiểu là chun ở dưới bằng da, cổ thì là cổ bẻ, cái này là kiểu của phi công rồi. Tay thì rất là to, những cái kiểu này thì rất là dễ mặc nhá. Những cái kiểu này thì cực kỳ dễ mặc. Mình thì mình rất thích những cái kiểu bo chun như thế này, là bo da nó không bị bẩn. Nếu mà bo vải rất là dễ bị bẩn, nhưng mà bo da này thì nó rất là sạch và dễ vệ sinh hơn rất là nhiều. Nhưng có một vấn đề là để mà làm được cái bo da như thế này ấy, thì chi phí xử lý nó rất là đắt. Mình cũng không biết cái Supreme, trời ơi, bây giờ mới để ý, đây là một chiếc áo Supreme anh em ạ. Công nhận đúng là áo đắt tiền, nó thiết kế nó cũng khác bọt. Đương nhiên là chiếc áo này thì kết cúc thúc khóa thì nó cũng ở dưới này thôi. Bên trong thì lót cũng rất đẹp. Nói chung là những chiếc áo này thì không có gì để chê cả. Phần cổ của chiếc áo này cũng rất là nhỏ nhá. Anh em nhìn này, khi mà chiếc áo này khi đã sử dụng rồi thì cái phần khóa nó vẫn thẳng tưng, có nghĩa rằng nó rất là phù hợp với cả người sử dụng nhá. Nếu mà các bạn ở nhà, các bạn cứ xem chiếc áo nào mình sử dụng sau một thời gian mà nó cong cái khóa này, có nghĩa rằng nó đang có vấn đề về khóa nhá. Còn những chiếc áo này lúc nào cũng thẳng tưng, mặc dù chiếc áo này cũng khá là mới, chứ không phải là chưa sử dụng đâu, nó sẽ giữ ngay lại cái nếp của người sử dụng đấy. Chiếc áo này thì thực sự là nó đã là đẳng cấp rồi, nên là không có gì để bàn cãi cả. Những chiếc Harley Davidson thì nó thường có những cái chi tiết họa tiết của Harley, nhưng những chiếc áo này thì mình không đồng ý lắm vì cái tay và cái thân này nó quá là gần nhau. Như thế này thì tạo ra một cái việc mà đi xe máy rất là khó chịu. Tất cả những anh em nào đi mô tô thì đều hiểu cái cảm giác rằng cái áo nó cần phải thoải mái và nó phù hợp cho việc lái xe. Bởi vì chúng ta lái xe hàng vài trăm cây đến 1000 cây, chứ không phải là lái xe có mấy chục cây đâu. Còn những phần cổ tay, ống tay như này thì họ làm rất chuẩn. Bởi vì sao? Các bạn nhìn này, đây là hình thế công thái học của tay. Thì khi tay chúng ta không bao giờ thẳng tưng như này, mà nó phải hơi khum khum như này một tí. Đấy, để thõng ra nó hơi khum như này, thì cái tay áo của chiếc này nó rất là ok luôn. Đấy, phần cổ này thì thường là cổ của những chiếc áo này sẽ là cổ trụ như thế này. Những chiếc áo này thì sẽ được mặc với cả một cái mũ full face. Vì vậy là cái phần cổ này sẽ giúp cho việc liên kết giữa cái cổ áo và cái mũ nó tốt hơn. Đương nhiên đệm vai ở đây thì cũng chỉ là đệm vai trang trí thôi. Nhưng nó lại có những cái điểm cộng, ví dụ như là ở phần này các bạn có thể nhìn thấy cái phần mở lấy gió này. Thì khi mà chúng ta đi dài ấy mà không có gió vào ấy, có thể là bị bí. Những chiếc áo này không phải chỉ mặc mùa đông đâu, mà có thể mặc mùa thu, mùa xuân, hoặc là kể cả mùa hè. Bởi vì là đã đi mô tô là phải mặc giáp. Vì vậy là những chiếc áo này cực kỳ phù hợp cho việc đi mô tô đường dài. Với những cái thiết kế ví dụ như mở vai này, mở vai này thì nó sẽ giúp cho việc đánh lái cử động dễ hơn. Những cái phần lấy gió này sẽ giúp cho việc lấy gió bên trong cơ thể nó không bị bí. Đó, đó là những chiếc áo mô tô. Rồi, chúng ta sẽ thử một chiếc áo màu mè xem. Đây là một chiếc áo Scott. Cái hãng Scott này, nếu các bạn biết rằng mình thì mình rất thích Scott, và nó là một cái nhà sản xuất áo da có tuổi đời hàng trăm năm rồi. Thì đây là một chiếc áo tiêu chuẩn dành cho việc người đi xe máy nhé. Đầu tiên các bạn hãy nhìn đến cái phần khóa của nó. Đầu tiên tôi sẽ luôn luôn soi một chiếc áo là với chiếc phần khóa. Các bạn nhìn này, nó không kết thúc ở phía cuối của chiếc áo mà nó kết thúc ở phía trên này. Để nó giúp khi mà người ta dùng ấy, thì cái phần này nó sẽ được bẻ ra hai bên. Nó giúp cho cái việc sử dụng chiếc áo này dễ dàng hơn. Và nếu các bạn nhìn đấy, cái phần cổ bẻ này, cái phần cổ bẻ này của chiếc áo, thì cái nếu mà tổng chiều dài của cái phần dây khóa này nhá, bao giờ những chiếc áo Scott này cũng ngắn hơn những chiếc áo của Việt Nam. Và thêm nữa này, đây là một chiếc áo có cái tay dài hơn thân, thì tay chúng ta vừa, thân chúng ta chỉ vừa đến đây thôi. Nó không dài đến cái phần này đâu, nó vừa dài đến đây thôi. Đấy, thì nó rất là dễ sử dụng. Thêm nữa này,
Đây là một chiếc áo Scott được sản xuất tại châu Mỹ, vì vậy là nó rất là lạnh. Thế nên là người ta đã sản xuất thêm một cái phần phụ kiện, đấy là cái phần lót, lót áo. Thì cái lót áo này ví dụ như là mùa đông thì người ta sẽ có lót lông người ta cài vào đây, còn mùa hè hoặc những mùa thu không cần quá là nhiều lót lông thì người ta có thể bỏ đi. Đây là một cái thiết kế rất là hay. Và một chiếc áo tốt thì cần những bộ phụ kiện rất tốt. Các bạn nhìn này, một củ khóa này to uịch luôn. Đây là một củ khóa 10, răng 10. Thế thì bạn dùng cái chiếc áo này có đến 20 năm, 30 năm. Như mình có một chiếc áo rơi tầm khoảng 35, 36 năm. Thì những cái phụ kiện của nó cực kỳ tốt. Thêm một nữa này, phần diềm khóa ở đây, đương nhiên là khóa phụ kiện họ rất tốt rồi. Phần diềm túi đây thì họ đều có những cái miếng da để chờ, để che hết cái phần khóa đây, giúp cho ngăn gió không đi vào bên trong. Trông thế thôi nhưng nếu mà đi xe máy với tốc độ cao ấy, gió xuyên qua cái này cực kỳ lạnh luôn. Ở đây cũng vậy. Đấy, tất cả mọi thứ đều có lý do của nó. Và thêm một tí nữa này, cái phần này là phần mang cá cử động. Khi một cái tay chúng ta cử động, cái này sẽ thò ra thụt vào, sẽ có thể cử động được và giúp cho cái việc mà chúng ta đánh lái xe nó rất là ok. Các bạn nhìn này, đây, đây cũng là thu tay. Nhưng thu tay của Scott họ làm đúng với cả nhu cầu, tức là mở ra là rất là rộng. Đấy, nhưng khi mà chúng ta kéo vào thì gần như là tay của chúng ta là không bị gió luồn vào bên trong. Đấy, đấy mới là thu tay của những chiếc áo thực dụng. À, ok, một chiếc áo rất là to và nặng. U chà, đây là những chiếc áo da bò rất là to và nặng. Nói thật là rất khó bảo quản ở Việt Nam, rất khó bảo quản. Ui, tôi cầm đã thấy nặng rồi. Những chiếc áo này thì mình không biết nó như nào cả. Kiểu khóa là khóa nhựa và nó cũng giống như những chiếc khóa áo mà mình đã vừa review, nó không dễ chịu một chút nào. Và những chiếc này là những chiếc áo da sơn và đã đi xử lý ở rất nhiều nơi, dẫn đến là sờ chiếc áo đã bị mất tự nhiên. Và đây, các bạn nhìn này, đây, mất tự nhiên và nó đã bị phủ một lớp keo lên đây rồi. Các bạn có nhìn thấy đằng sau này. Đấy, nó rất là ráp, rất là khó chịu. Nó đã bị mất tự nhiên đi rất là nhiều. Và những chiếc áo này thì nói thật là nếu không được bảo dưỡng tốt thì chỉ vài thời gian nữa thôi nó sẽ bị nổ và vỡ rất là nhanh. Đây có một chiếc áo màu đỏ của phụ nữ, măng tô. Những chiếc áo này cũng rất là khó để chăm sóc ở Việt Nam nếu các bạn không đưa đến những cái nơi mà họ biết cách chăm sóc. Và cái việc của người Việt Nam luôn khi mà đi gửi áo đấy là làm cho mới, làm cho bóng, làm cho khác biệt so với khi người ta gửi. Nhưng những chiếc áo này đối với mình thì nó chỉ quan trọng là phẳng, phiu, vệ sinh, thơm tho và chiếc áo được dưỡng ẩm đầy đủ. Chứ đừng, các bạn đừng nghĩ đến việc là nó sẽ phải khác. Nếu nó sự khác biệt thì nó sẽ giống như chiếc áo này, khác biệt hoàn toàn luôn. Và về nhà chúng ta không nhận ra được đó là chiếc áo của mình. Và phần 2 của series review áo tại Kazano kết thúc ở đây. Nếu anh em có những comment hoặc những câu hỏi gì thì có thể để lại ở phần bên dưới nhé.